Để kéo ra tí. Chào mừng quý vị khán giả. Mến chào tất cả quý vị khán giả đang xem trên kênh Coleman. Và hôm nay thì Coleman đang về thăm nhà mẹ gái. Dạ. Đó. Để xem mẹ làm cái bánh đúc lá bồn bồn như thế nào. Và bây giờ thì mẹ đang đang đâm cái lá, lá bồn bồn hay cái sợi lá bồn bồn. Cái là dứa hả? Cái là dứa hả mẹ? Ừ. Còn cái lá bồn bồn hồi nãy mẹ đâu để đâu? Mẹ đấy á. À. Dạ bồn lân đi để cho. Dạ chung với hả? Dạ chung giò. À. Dạ chung lá bồn bồn với lại lá dứa. Dạ không mỏi tay lắm hả? Mỏi tay không mỏi mẹ? Cái chai nó gần 50 năm mẹ đứa bạn là mẹ mua cái chai nó 50 ngàn á. Rồi ra cái... Cái chai này 50 năm? 50 ngàn lúc đó, lúc giải phóng vô á. Trời ơi, cái chai mua 50 ngàn mà lúc giải phóng vô là giờ 50 năm. Ừ. Cái kệ ní ra, cái kệ họ đi cây chứ cậu nữa. À. Họ đèo họ bạn á. Mình đâm khoảng bao nhiêu phút nữa mẹ? Dạ, đâm lánh thì lánh giò mà khi mỏi thì người rải ra. Mà hẳn mà già giạc dởm là cái lá nó ế. Dạ. Dạ. Nghe được không? Tức là giả mà không đều tay là cái lá nó bị ê. Yeah. Nó bị ê tức là sao mà mẹ? Ê là làm bệnh dở. À, ta phải giả đều tay. Yeah. Mấy cái bệnh ý nó nặng khó làm cho mưa nên dễ. Dạ. Yeah. Vì hẳn là hạp về mùa mưa, mùa lạnh. Ồ, vậy là cái mùa này là mùa ok nè. Mùa này còn cái lá ní về yeah. Mùa hè là cầu biệt hàng năm túng yếm á. Dạ. Lăng xanh lắm. À. À. Con ngoài nặng lăng bạc màu mới làm bạc. À. Gãy chứ không phải dễ mà nè. Tức là cái mùa mưa thì cái lá bồn bồn cái lá dứa này nó cái màu nó xanh. Dạ. Còn mùa nắng thì cái lá nó ngả ra cái màu vàng. Vàng vàng bạc phết á cho nên dạ. Nó bạc cái màu bánh nó không có đẹp. Mà hẳn đẹp rồi mà vàng mệt lắm. Dạ. Hẳn giò. Rồi biết cái lá măng chó nó già lên lánh. Cái này mình giả khoảng bao nhiêu lá vậy mẹ? Để làm dạ, hai làm đi đi. À, hai. Mà cậu biết đâu nè, dạ, giò chân mô là nước không chừng đấy. Dạ. Con to hẳn còn nước. À dạ, chừng nào nó ra nước luôn á. Dạ. Ồ. Con giả phụ chưa? Con giả phụ nhá. Giả thử. Cái cầu cái như cầu nắng già bắt già cờ chục chai cầu muội. Dạ đâu con thử ha, con thử nhá. mẹ nói là mình giả chừng chục chai là mình mỏi. Mỏi á? Dạ mình. Rồi mình cái lá này mà giả ra cho nó. Không mà giả biết tới chừng nào nó mới ra nước hết mới được hả mẹ? Nước nó hơi bỏ nước vô xả nữa chứ. Thôi mẹ chuẩn bị công đoạn kế tiếp đi. Đây rồi đây thửa xoang. Để con giả cho. Thửa xoang.
mưa dập con nặng khú khăn nên mới quẹt vô. Nó khô quá vậy hả? Chào gà bị tùm lắm ấy. Thở chút nha bà con. Đó, sau khi đâm thì mình thấy giả lá khoảng 15 phút á. Đó, thì giờ mẹ chuẩn bị mẹ pha nước vô nè. Đó. Trời ơi, làm cái bánh mà kỳ công quá vậy trời. Thôi coi cái nước nó dày đi, quân giặt hẳn ra không? À, dân cũng ra dạ. Vậy là mẹ. Không sao đâu, về con đổi quần khác. Con về con mua quần khác. Được chưa mẹ? Chưa hả? Mẹ dài chứ. Thôi để con giả cho. Giờ mẹ làm gì mẹ làm đi. Để rồi lò bố mà xả nó bắt lên. Mỏi thiệt ở nhà chứ không phải giỡn đâu nha bà con cô bác. Thôi nói chứ mình để cho mẹ giả để cho bà quý khán giả thấy. Đó, mẹ gái mẹ năm nay nhiêu tuổi mẹ? Tạm mới rồi chứ tầm 1 á. Đó. Đó một bà cụ 81 tuổi mà vẫn phải làm bánh mỗi ngày đó. Mà riêng cái giả cái chày này thôi đó. Mình giả chút xíu mình còn thấy đuối á. Đó. Mẹ giả một tay một à. Đọc chưa? Sau khi giả thì bây giờ mẹ bắt đầu hòa chung với nước. Đó, đây là cái màu mà mình thấy cái màu xanh đó, lát nó lên bánh nó đẹp hay không là nhờ cái màu này nè. Đúng không mẹ? Câu nào đắng. Đó. Ôi cái cối. Đó, bây giờ mẹ dùng một cái rổ để mẹ lược. Rổ đi lọc nó được đâu. Dạ. Rổ tế thằng lọc. Dạ, để lọc. Cái lạ như câu việc thằng quê tháng 4, tháng 5 á. Dạ. Nó uống được, nó uống tột nhất á. À, cái này tháng 4, tháng 5 á, lấy nước uống. Ừ, có cái lạ mà giống như cái chân lụa mấy đứa. Mà cái lá này nó có mùi thơm nha. Dạ. Ha. Dạ. Nghe mẹ vắt nó có mùi thơm nha. Có phải không mẹ? Được. Rồi và bây giờ thì cái đó là bột gạo hả mẹ? Bột gạo ruộng mình làm đấy. Ôi thơm quá ta, nghe cái mùi lá dứa. Đó là dứa thôi, có bột thơm nữa. Rút cái máy ra giúp cho Quang chụp. Này chí miệng bò hết với cái nghe nó miệng bò không? Rất tỉ mỉ, rất chăm chút. Rồi, Nguyễn Hoàng Linh hay ha Nguyễn. Rồi, Tuy Hồ. Các anh chị em nào ở Huế chia sẻ mạnh vào trong các group ở Huế để ngày mai vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng Giêng năm 2023 thì Colorman cùng với Tiếng Rau sẽ làm giúp mẹ một tập ở tại địa chỉ 189 đường Bà Triệu. 189 đường Bà Triệu sáng mai 10 giờ sáng nha bà con cô bác thân mến. Ở trong cái gian bếp của mẹ là có một chú chó nhỏ rất dễ thương. Chú rất là thân thiện luôn. Mẹ nuôi rất nhiều mèo và gà, rất dễ thương. Rồi, đánh này là thơm. Có một cọp đó, cọp bên đây quen hơn. Nhiều quá ít nước à.
Mẹ làm một một nồi được mấy? Hai trẹt, ba trẹt. Hai trẹt, ba trẹt. À, tức là được hai ba mẹt. Tuy theo gạo nữa, còn gạo mà hẳn nữa. Dạ. Chứ không kẹp cúng mà mệt. Hai ba trẹt. Hai ba trẹt là vừa bán được như miếng ta, bữa không bán được. Tết đó thì bạn được, con mấy bữa gạnh đi gạnh về lành á. Mưa không là khoảng 30 phần, bình thường là ngoài mẹ bán khoảng 30 phần. Ừ. Một phần mẹ bán 10.000. 10.000. 10.000 là có 15 khoảng... 15.000. Dạ. Trung bình là 300.000 một ngày. Ừ. Thì trừ ra vốn thì chắc mẹ còn được cho chưa tới 100.000. Đó. Là một giúp tháng. Họ cho đó được tâm rồi. Dạ không, người ta cho không tính, nhưng mà nếu mà tính ra giá bán của mẹ là 300.000 thì trừ chi phí rồi chắc là không tới 100.000. Có nghĩa là một tháng nếu mà mẹ bán đều đặn mỗi ngày á, được tỉnh kia thì cũng chưa được tới 3 triệu nữa. Đó. Con bi này, hộp này, lạ này. Dạ. Bữa đi sắp lấy lạ. Trên dưới mà. Là một tháng là mẹ kiếm được khoảng hơn 2 triệu thôi. Đó. Đó. Tiền lời là khoảng hơn 2 triệu thôi, cho nên là con cầu việc con. Nhưng mà ngày mai con bán à, ngày mai thì con bán cho mẹ làm sao đây? À. Làm nổi gấp 3 lần không? Mẹ. Ôi trời, thù làm rồi. Chứ làm chứ. Thôi ráng đi, ngày mai ráng bán 90 phần đi. À. Nha, để nhiều người tới ủng hộ mẹ chứ sao giờ. Chứ con làm cho mẹ, con làm cũng có một lần thôi à. Rồi con vô, con về lại. Về Sài Gòn. Dạ, con về Sài Gòn. Con làm cho mẹ kỷ niệm nha. Đó, mai mốt rồi. Cõi mốt tục. Mai mốt rồi con cháu nó có cái nó coi, để nó biết là có. Hồi xưa là có một cái... làm có một mẹ ở ngoài Huế mà làm cái bánh này ngon như vậy đó. 30 phần. Thì thôi mai mình ráng bán 90 phần đi. Không biết mẹ làm nổi không? Hôm qua thì bán cái bánh cuốn tôm chua. Trời ơi! Con chạy giáp vòng chợ luôn. Ráng nữa? Dạ. Ngày mai là chỗ ở chỗ đó có cần cái chợ hay cần gì đông đông không? Chợ Bến Ngữ cơ. Hả? Trung tâm thương mại ai cho mình vô? Chợ Bến Ngữ. Chợ An Cựu, chợ Bến Ngữ. Rồi, dạ được. Ôi, giờ mai mình trang bị thêm cái chiếc xe đạp ngày hôm qua đi. Chiếc xe đạp hên ngày hôm qua đó. Mượn chiếc xe đạp hên đi. Mình không rồi gánh, cái gánh nó chạy nổi không? Thôi gánh nó không nổi đâu, bỏ đi. Không, không. Không gánh, gánh nhảy lên lên xe máy ngồi. Xong rồi xuống cái chợ cái mình thả xuống mình gánh đi, người ta mới thấy thương, người ta mới mua nhiều. Đúng không bà con? Ừ. Thôi xác định đi, ngày mai chơi gánh đi. Mai gánh hàng đi bán hồi xưa. Gánh. Trước giờ chưa có tập nào mà mình gánh đi bán hết. Gánh không được, quen. Trời, con gánh được á mẹ. Ừ. Hay là thôi ngày mai mà mình bán mà thấy đuối đuối cái thôi ha. Mẹ với con đi gánh vô trong chợ bán. Đúng không mẹ? Mua đỏ cho bạn đó chứ. Ừ, nặng á. Nặng thì bạn hô tự không mua. Không, nếu ngày mai mình không bán được á. Mưa lo nè, không mua. Mưa mẹ đừng có đi. Thôi ngày mai đi, mai chuẩn bị gánh. Mình gánh với mẹ đi, đi cho vui đi. Đó. Đi vô chợ là con gánh, gánh cái mẹ bán thôi. Bạn đi đứng bán là 189 đường Bà Triệu. 189 đường Bà Triệu. Rồi. Còn nếu như mình bán căng thẳng quá thì mình sẽ đi vào, mình sẽ tìm cái chợ nào để mình chạy đi bán. Đó. Hôm nay thì thời tiết cũng bắt đầu ảm đạm trở lại. Ngày hôm qua thì giống như ông bà thương mình vậy đó, cho thời tiết rất là tốt, tự nhiên hôm nay là thời tiết ảm đạm trở lại. Rồi quý vị các bạn, chúng ta có thể nhìn thấy là đó. Cái bánh đúc. Ủa nóng không mẹ? Nóng. Ôi. Đó, bắt đầu nó sệt sệt lại đó. Ôi, làm kỳ công lắm nha bà con ơi. Thật ra thì chương trình Tiếng Rau là một trong những cái đề thông điệp mà quan trọng mà Colorman cùng với ekip muốn chuyển tải đến quý vị khán giả, đó là mình tôn vinh giá trị của những cái ngành nghề truyền thống, những ngành nghề ẩm thực truyền thống giống như vậy. Mặc dù chỉ là một cái món ăn mà nó rất là đơn giản thôi, là một cái món bánh đúc đó, nhưng mà chúng ta cũng thấy được cái kỳ công của cái người làm ra nó.
Và hiện tại bây giờ thì có thể nói là ở Huế thì hình như chỉ còn có mẹ thôi, chỉ còn có mẹ gái là làm cái này và bán ở ngoài đường để bà con cô bác cùng thưởng thức. Của người họ không biết này. Dạ. Bạn lâu đó người họ không biết. Cái chủ nữa Hiếu Ngô nó qua cây cầu thôi anh 5 phút. Bán ở ngoài chợ, nhưng mà chợ Đông Ba thì nhiều người ủng hộ hơn ở chỗ khác, nhưng mà chợ Đông Ba hơi khó vào đó. Đuổi ghê lắm, đuổi lên thích. Mấy đây về 3 triệu ngồi đường khỏe và gân da là bà ngồi vừa khỏe. Dạ. Đi bộ về hẳn được. Dạ. Không, nhưng mà ngày mai mình bán nhiều đó, cho nên là có khi là con với mẹ đi thôi, con bán mà mẹ nói gì, mẹ đi chơi thôi, con gánh đó. Này mình cứ phải canh vậy chứ mình đâu có biết giờ hả bà? Mình đâu có biết là nó bao nhiêu phút mà mình cứ phải chờ, phải canh vậy. Dạ. Ủa bà nghe nói ngày xưa cái bánh này là ở trong cung đình hả? Ờ, vua chúa ăn. À, ngày xưa là bánh của vua đại chúa ăn. Đại nội á. À, tức là trong đại nội người ta ăn cái này. Ủa rồi. Yêu cầu mẹ vô đúng nữa đó. À. Đại nội việc của chỗ ba thải Kim Lan ở Kim Lan. À. Ba người Việt Nam mình đi qua Đức về á. À. Dạ. Liên có nói là ghé vì che vì rổ sang vì hủ chén. Dạ. Đồ đi. Dạ. Cái ông đồ bầu thang là bữa hôm có yêu cầu người lên mặc áo dài đồ đẹp lắm. Dạ. Đúng lắm. Ôi. Mới đai chân hình luôn có lên. Dạ. Ba tồi lắm chứ ba về đây hai ba đợt rồi. Nhưng mà bà xưa bà học cái ai dạy cho bà cái món này vậy? Ai dạy cho bà món này mà bà biết làm hay vậy? Cái làng với cả làng. À. Mẹ lúc nhỏ mà lúc là mẹ nồi làm á. Dạ. Mà mình giọt cỡ 11 12 tuổi là biết gì mô. Dạ. Thấy mẹ làm hay làm. Thôi. Đúng rồi, cầm giấy khô. Mẹ lớn mẹ chết với mẹ qua đời, chết mượn khi nào mẹ vợ mẹ 45 tuổi mấy. Sao mà làm khúc là mà bỏ luôn. À. Mắc đi cậy đi cây. Vậy là chắc giờ bây giờ đâu có còn bao nhiêu người làm cái này. Không, cái này chứ không còn ai hết luôn. À. Nghề của họ mà họ không làm. Dạ. Trời, như vậy là nếu mà mẹ mà không làm nữa là quay mất gốc luôn đấy. Mất Huế, mất Việt Nam, mất cái gì hết đây. Dạ. Nếu mẹ mà không làm thì chắc đâu ai làm nữa đâu ha. Thất truyền luôn. Mà mẹ thích quả nên phải làm. Mẹ thích quả nên phải làm đấy. À, không đến làm không? Nói mẹ thích quá mà phải làm. Có gì thấy thương không? Cực khổ nữa. Dạ. Từ bạn cáo bạn nữa. Bây giờ rồi. Ra ngoài chờ công an, cảnh sát họ đuổi húng á. Dạ. Từ mẹ phải đi làm mà đi với bạn mấy thằng mấy cô mẹ chủ ở ngoài đài trần hình á. Dạ. Và bố họ quấy và họ đưa mẹ lên đó và ngồi đó. Của hôm trăm năm tư đó rồi công an tự dẹp không cho mẹ bạn. Thôi mẹ bạn mà sao đi quánh đi quốc họ đi rồi mẹ tới ngồi đó. Dạ. Trời mà sinh viên học sinh mà mua đống mà mẹ có nói đi nè. Thôi mẹ chú ơi cho mẹ ngồi bàn chút nữa cho chị cháu cả đời hắn thấy cho bạn đi. Dạ. Chứ thấy cho bạn đi thì kệ súng pha mua ủng hộ cho mẹ. Đó, thì mẹ bạn đài mẹ về thôi. Dạ. Không thật sự luôn á. Thật sự cái bánh này là đúng đúng rồi. Hiếm có để mẹ lau cái dĩa không? Đó có hai chục cần phân. Yeah. Phân nên mình biết 20 rồi cần. Yeah, đấy. Yeah. Thôi đưa mẹ đồ. Yeah. Đây.
có ai nó cực mẹ. Nóng lắm nha. Chị ông làm hết. Có cái chiếc khoai thế nè. Ngày là mẹ làm khoảng 2-3. Hai kẹt là mẹ bán. Hai kẹt thôi. Đó. Con mà làm ngày mai làm mình nổi. Đó, cái này mình bán thì mình được mẹ làm 8 kẹt. Tạm kẹt là mẹ gọi làm cái tuổi thế. Thôi ráng đi mẹ. Ừ, làm... làm một lần để đời. Làm lần cho con không làm một lần chứ nổi quá. Dạ, dạ. Sảy. Thôi làm một lần để đời mẹ ha. Dạ. Cái này nó là những cái di sản rất là quý. Đó. Di sản đó chứ nó không phải là chỉ có là một cái món ăn đâu. Có cái ống ngoài trời bên Nghệ đây. Ông nói là ông có cái cuốn sách vợ đi. À vậy hả? Chứ ông đi Mỹ rồi. Dạ. Mà khi mua ra bạn nữa là cả gia ăn cả gia. Mua lên cả trăm ngang ăn mà. Mỹ được con ăn ghê lắm. Chứ cha mà anh em thì đi bên này hết. Đi mà... lâu mẹ có đá bạn ngoài đó, bé thân chồng nồi điên quá. Em ngoài đó bé cổ có đi bằng bánh. Bé nồi hàng đứa. Bé nồi lại đi, à, thôi để đó đi. Đứa đi. Mẹ cầm cái mẹt lên, mẹ nâng lên để cân á. Ước chừng coi bao nhiêu nó đủ. Cân nhắm chừng thôi ha. Ừ. Mẹ chuyên mình về nữa mà. Bởi vậy cho nên khi mà bán, mẹ bán phần 10 ngàn. Có mấy bạn, có một số bạn lại phần 20. Trả 5 ngàn. Trời ơi, sao bán được. Cực quá. Có việc cái hộp nợ thì cái bi nó ra sự gần chục ngàn rồi. Dạ. À, con cái bánh ấy chưa kể, cống láo chưa kể. Con xây trên cội, con già, con nữ tiên, mua lạ, mua lạy. Hồn mua cà tẹt đâu cũng. Dạ. Thấy các hồn mua cà tẹt đâu cũng mở hang á. Dạ. Mẹ chứ là em mua mẹ à? Mua. Dạ. Cho mẹ mẹ ông. Dạ. Sẽ mừng chi? Để chi? À, rảy mừng chi bên nữ. Mẹ em đang đứng ngoài cỡ trời mệt. Rảy mới tệ à? Tôi làm thôi, tôi cần của ai mà. Nó chuỗi bởi nó hiểm lắm. Dạ. Bỏ dọn đánh tán hết. Cái bánh này để lâu thoải mái ha mẹ. Ừ, để lâu mua ăn ngon cái nấy. Ồ. Về mua nín thì con từ năm có cái bữa hôm cái chủ nó trúng Sài Gòn á, chủ ra. Chủ mua 300 ngàn. Bà mẹ cắt cả trẹt đi bà để cho chủ và chủ vô. Sao chủ ra lại. Dạ. Nó nổ chắc mẹ ơi. Cái màu đẹp quá ha, cái màu lên đẹp ghê. Mẹ ơi vô ăn mà ngon. Chứ con về cũng dặn mẹ vài ngày là cũng vô mẹ làm con tôi hỏi vài ngày là mấy ngày và tỉnh chi đó với 3 ngày nói cho mẹ làm trước cho con đôi đi làm kẹp cống làm mệt lắm họ khi mới chơi mà cầm chân nảy nè chứ phải chứ cái rau cái cỏ chứ mình nói ơi mình rửa mình để cái chỗ rạo rồi mình ăn không bởi mẹ ăn cái bánh đi nên lại lại ăn cái hết đời không biết đau ổn rồi răng nên nói thì họ nói đi ai ứng câu đau câu cho sức khỏe làm ăn ngày 2 bữa còn câu đau mẹ thấy bệnh viện mẹ sợ lắm rồi hôm nay thì chắc là quý vị khán giả cũng đã nhìn thấy một cái đã thấy cái quy trình làm cái bánh đúc lá bồn bồn của mẹ gái ở tại Huế.
Và rõ ràng đây là một trong những cái món ăn mà có khả năng sẽ trong thời gian sắp tới sẽ thất truyền. Chính vì vậy cho nên là chương trình Tiếng Ra cũng rất là hạnh phúc khi được giữ lại cái tư liệu rất là quý này. Và cũng mong là quý bà con cô bác mình ngày mai, ngày thứ Bảy này, ngày 7 tháng Giêng năm 2022, vào lúc 10 giờ sáng, bà con mình ra tại địa chỉ 189 đường Bà Triệu, thành phố Huế để ủng hộ cho mẹ gái và Tiếng Rau nha. Rồi, quý bà con cô bác ở xa thì có thể liên hệ với bạn Miri 0933 755 543 fanpage Miri Coleman để có thể ủng hộ cho mẹ từ xa, để lại cho mẹ một cái kỷ niệm thật là đẹp ở cái tuổi có thể nói là cũng không biết lúc nào, 81, 82 tuổi, U90 rồi. Vẫn không nghỉ, vẫn không nghỉ ngơi, bởi vì thật sự đây là làm vì đam mê. Chắc bạn mới tới mua mẹ.